Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp, Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhadathuyhung.com. Xin kính chào cô bác anh chị mua nhà. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng em đến tham quan một căn nhà đang giảm sâu tới 1 tỷ 500 triệu đồng nha quý vị. Một căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài 15m, thiết kế một trệt, một lửng và 4 tầng lầu. Một căn nhà có thang máy và đây là một căn nhà với giá bán rất là rẻ nha quý vị. Chỉ có 8 tỷ 900 triệu đồng thôi. Quý anh chị sẽ có một căn nhà có thang máy với diện tích đẹp ngang 4m2, độ dài lên tới 15m. Được gia chủ xây mới, thiết kế một trệt, một lửng, 3 tầng lầu. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng spa kết hợp với sân thượng trước và sau. Căn nhà phố thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, hẻm trước nhà 6m có vỉa hè, cây xanh và điện âm, thuộc trục đường Phạm Văn Chiêu thông ra đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và quý chị cô bác đang cùng em tham quan con đường vào nhà cũng như là khu phố xung quanh căn nhà đẹp của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Căn nhà đang giảm sốc tới 1 tỷ 500 triệu đồng nhá. Một căn nhà có thang máy nha quý vị. Căn nhà này thì chủ nhà xây mới 100%, thiết kế đẹp sang trọng, tặng kèm full nội thất bên trong. Nhà thiết kế có 2 lớp cửa, một khu vực gara đậu ô tô và xe máy, đường ốp gạch sàn 80, hai bên tường gỗ ốp gạch trang trí và dán giấy treo tranh lên cao phun trần. Phía bên trên thì có đèn trần, đèn chiếu sáng và đèn led khá là lung linh. Căn nhà này có lửng nên không gian thiết kế vô cùng thoáng và sáng. Đặc biệt phía sau căn nhà thì còn trừ sân sau 1m nên là quý vị sẽ được mở cửa sổ cho các phòng ngủ phía sau nên vô cùng thoáng cho không gian kiến trúc bên trong của căn nhà nha quý vị. Cầu thang bộ sẽ nằm ở giữa nhà và nằm bên ngoài cầu thang máy. Phía sau gara xe hơi sẽ là không gian cầu thang bộ và cầu thang máy này, kết hợp với tủ kệ trang trí. Và căn nhà này thì dưới tầng trệt, chủ nhà bố trí cho mình khu vực đậu xe hơi bên ngoài, phòng khách phía sau, phòng bếp trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 6 phòng vệ sinh. Hướng nhà đang là hướng Tây Bắc, phù hợp cho cô bác anh chị mình thuộc mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch. Quý anh chị đang tìm nhà có thang máy thiết kế đẹp, nội thất cao cấp, với tầm tài chính 8-9 tỷ thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho cô bác anh chị chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Khu vực không gian phòng khách phía sau thì quý vị sẽ có đầy đủ nội thất bao gồm sofa, tủ kệ tivi, khu vực gắn máy lạnh và trang trí với những bức tường được sơn hiệu ứng kết hợp với đèn led và tủ rượu được trang trí vô cùng đẹp. Căn nhà này thì có thiết kế nha quý vị nên là không gian kiến trúc phải nói là rất là tuyệt vời. Phía sau nhà thì quý vị sẽ có khoảng sân 1m, gia chủ có làm vệ sinh ở cuối này. Và với khoảng sân 1m trừ sút phía sau như thế này thì căn nhà mình gần giống như hai mặt tiền trước sau này. Quý vị nhìn lên đây này, có rất nhiều cửa sổ và cửa ra khu vực phía sau. Có những lan can và có những chậu bông được gia chủ làm sẵn rất là đẹp phía sau căn nhà. Vô cùng thoáng và cực kỳ mát nha quý vị. Với tầm tài chính 8-9 tỷ, cô bác anh chị đang tìm nhà có thang máy, thiết kế đẹp, nội thất cao cấp tặng kèm hướng Tây Tứ Trạch, hướng Tây Bắc thì đây là một trong sản phẩm rất là hợp lý cho cô bác anh chị chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và nhà chúng ta thì đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong nhà. Khu vực cầu thang bộ thì có đốp ốp đá hoa cương màu trắng, có đèn led, có lan can làm bằng chất liệu là sắt và tay vịn thì được làm bằng chất liệu gỗ đỏ nhé. Trên tầng lửng thì quý vị sẽ đến với không gian phòng bếp với sảnh sinh hoạt chung bên ngoài, có những cái bộ ghế bên ngoài này và có thêm cây xanh. Phía sau đây sẽ là hành lang cầu thang máy và cuối cùng là không gian phòng bếp với bàn ăn 6 ghế này, những bức tường được ốp gạch trang trí kết hợp với trần được ốp nhựa và không gian bếp thì đầy đủ nội thất bao gồm tủ lạnh hai cánh Toshiba, tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ An Cường, có khu vực đặt bếp âm, bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát. Và đặc biệt không gian phòng bếp của căn nhà mình sẽ có hệ thống cửa sổ và cửa lùa ra khu vực sân sau, khu vực sân sau của căn nhà nhé, sẽ tạo nên khoảng không gian vô cùng thoáng cho không gian phía sau của căn nhà phố này. Giá bán chủ nhà đang ngụp sâu nên giảm sâu tới 1 tỷ 500 triệu đồng, chỉ còn 8 tỷ 900 triệu đồng thôi. Quý anh chị có bác quan tâm thì hãy gọi về cho bên nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Bên em sẽ tư vấn dẫn đại gia đình mình đi xem nhà, mua nhà, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80% giá trị căn nhà khi mua. Và với một căn nhà đẹp có thang máy với tài chính chỉ 8 tỷ hơn như thế này thì đây là một sản phẩm rất là hợp lý cho các bác anh chị chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay. Và quý vị đang cùng em vào bên trong không gian thang máy để chúng ta tham quan
thang máy này, đây là thang máy 450kg nhá, thang máy gia đình nha quý vị. Thang máy này thì di chuyển lên đến lầu trên cùng của căn nhà luôn. Và quý vị đang cùng em ở trong thang máy và quý vị sẽ ra không gian hai phòng ngủ đầu tiên của căn nhà phố siêu đẹp, thiết kế theo mẫu kiến trúc nhà phố hiện đại nghỉ dưỡng năm 2023 này. Và phòng ngủ đầu tiên thì quý vị sẽ có hệ thống tủ áo, bàn trang điểm này. Phía sau thì quý vị sẽ có hệ thống cửa sổ, cửa lùa ra khu vực sân phía sau. Có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, máy lạnh được tặng kèm. Và mỗi phòng ngủ đều được chủ nhà bố trí vệ sinh trong. Sàn phòng ngủ thì được ốp gạch giá gỗ nhá. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt được đặt bên ngoài. Bên trong sẽ là vòi tắm hoa sen âm tường, gương soi, đèn led. Phòng vệ sinh được ốp gạch phun trần và làm khá đẹp. Và quý vị sẽ cùng em di chuyển qua khu vực phòng ngủ số 2 phía đường trước này. Cái không gian phòng ngủ số 2 phía đường trước sẽ rất là đẹp và với giường ngủ 2m. Phía bên ngoài sẽ là hệ thống bàn làm việc và bàn trang điểm. Đối diện bên ngoài là hệ thống cửa sổ và cửa ra ban công. Có tủ áo đóng phun trần kết hợp với máy lạnh được đặt ngay cửa ra vào và phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì cũng đầy đủ nội thất, bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen âm tường kết hợp với gương soi, đèn led, lavabo rửa mặt bên ngoài. Đây là không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 2 nhé. Căn nhà này đang có hướng Tây Bắc và tọa lạc trên đường Phạm Văn Chiêu. Đường này thì thông ra đường Lê Văn Thọ, ngay công viên Làng Hoa, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí này thì cách công viên Làng Hoa khoảng tầm 300m, sát bên chợ và nhà thờ Thạch Đà. Từ căn nhà mình di chuyển qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 20 phút đi xe máy thôi. Và đi về sân bay Tân Nhất thì chưa tới 10 phút đi xe máy nhé. Một căn nhà quá đẹp, tọa lạc trong một khu dân cư hiện hữu phân lô, điện âm, nước âm. Và đây là một khu đồng bộ lên tới 20 căn nhà phố. Và điều đặc biệt là đường những nhà tới 6m, có vỉa hè, cây xanh và điện âm. Một khu nhà rất là đáng sống trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và quý anh chị cô bác đang cùng em đến với không gian phòng ngủ số 3 này. Phòng ngủ này thì có đổi kiến trúc và cách bố trí nội thất một chút xíu nhá. Với giường ngủ 2m2, chăn ga gối đệm, tủ áo, bên này là tủ kệ trang trí, tủ kệ để đồ. Và có vệ sinh trong cũng như là tủ áo đóng đục trần, máy lạnh được đặt ngay trên cửa ra vào. Có thêm chảnh trang trí và bên ngoài có hệ thống cửa sổ và khu vực bàn đọc sách ra khu vực ban công. Đây là mẫu nhà mà thiết kế khá là hiện đại và nội thất bên trong thì vô cùng cao cấp. Với chất liệu gỗ ăn cường kết hợp với những cái mảng nhựa tạo nên một không gian nhà phố hiện đại mới nhất năm 2023. Và chủ nhà đang cần bán gấp nên giảm sâu tới 1 tỷ 500 triệu đồng. Quý anh chị cô bác quan tâm thì gọi về cho bên em để được tư vấn và đi xem nhà. Căn nhà mình thiết kế thì gần giống như hai mặt tiền trước sau nhé. Nên kiến trúc bên trong cũng như là cách bố trí và không gian căn nhà vô cùng thoáng mát, với hiệu ứng gió và ánh sáng được tự động xối vào căn nhà mình thì chúng ta sẽ cảm giác căn nhà mình rất là thoáng và sáng. Đặc biệt là căn nhà mình có thang máy, rất là thuận tiện cho gia đình có người già, thuận tiện cho việc ở làm phòng công ty cho thuê. Quý anh chị có bác quan tâm thì gọi về ngay cho bên nhà đất Huy Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Giá bán 8 tỷ 900 triệu đồng và giá bán còn thương lượng trực tiếp với anh chủ nhà cũng như là hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 4 đến 5 tỷ cho căn nhà này nha quý vị. Và lầu trên cùng đây thì chủ nhà có làm không gian phòng giặt đồ này. Ở đây thì quý vị thấy có cửa máy giặt, cửa nằm này. Và phía sau sẽ là không gian của phòng xông hơi, spa kết hợp với tập thể dục. Thì ở đây có hệ thống tủ áo, tủ kệ kết hợp với lavabo rửa mặt, bồn tắm nằm, massage nước và khu vực không gian phòng xông hơi khô đá nóng ở khu vực sân thượng sau. Đây chúng ta đang đến với khu vực sân thượng sau này, khu vực không gian phòng xông hơi kết hợp với tắm nằm thư giãn và khu vực tập thể dục. Và phía sau không gian phòng xông hơi tắm nằm này thì quý vị sẽ có một khoảng không gian phơi đồ nhé. Phơi đồ ở phía sau đây và chỗ để máy giặt cũng như là phơi đồ ở chỗ này này. Kết hợp với một không gian cái phòng vệ sinh trên đây nữa. Chúng ta cũng có thể tắm rửa trên đây được luôn. Và đây là không gian khu vực phía sau của khu vực sân thượng nhé. Giá bán đang chào ra là 8 tỷ 900 triệu đồng. Giá bán đã giảm tới 1 tỷ đồng. Quý chị cô bác quan tâm đến căn nhà ngang 4m2, độ dài 15m, thiết kế một trệt một lửng và 3 tầng lầu, có thang máy, thiết kế đẹp hướng Tây Bắc, tọa lạc trên trục đường ngay ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu sát bên công viên Làng Hoa này, thì hãy gọi cho Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà đất Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem, tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt và hỗ trợ vay ngân hàng. Rất nhiều sản phẩm nhà bán mới đẹp, giá đang giảm sâu cho quý vị chúng ta đến tham quan và chọn lựa. Quý anh chị có bác quan tâm thì alo về cho bên nhà đất Huy Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác anh chị ở những video lần sau.